Dạ, con chính là cha của hai đứa trẻ, thưa thầy. Sao? Con chính là cha của hai đứa trẻ. Dạ, bạch thầy, nay con ân hận vô cùng. Thầy với bao nỗi ước oan, cái đêm trời tầm tã mưa tuôn, có người con gái với thân hình tiều tụy đến chốn tôn nghiêm mong được thầy ra ơn che chở, chờ ngày đơm hoa kết ni trái vuông tròn đi như xét đánh bên. Sông chân tôi trong lòng thiên ni quên đi tất cả gì, bỏ bình hoa phú quý quý bên mình, giúp đỡ cứ mang tránh sao bói điều soi nói trách chê dị nghị ông bướm gần xa lời Phật đi thăm. Thank you.